Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối đầu tuần tại Hoa Kỳ ngày thứ hai. Bây giờ đó là khoảng 7 giờ 50 phút tối giờ Cali Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi Và hôm nay nên Thuần đã chuẩn bị rất nhiều những thông tin thú vị Thì muốn chia sẻ với các bạn Đầu tiên hết thì cũng như thường lệ chúng ta hãy nhìn vào thị trường tài chính ở Hoa Kỳ Thì các bạn thấy được là cả 3 chỉ số chứng khoán ngày hôm nay đã kết thúc là màu xanh Nhưng mà cũng không phải là xanh nhiều lắm các bạn Nhưng mà vẫn tiếp tục là một màu xanh Chúng ta nhìn thấy là chỉ số Dow Jones tăng 0.5% S&P 500 đã tăng 0.4% và Nasdaq thì tăng khoảng chừng 0.2% mà thôi Chúng ta thấy được là pre-market bây giờ thì cũng rất là im lặng các bạn Không có sự thay đổi nhiều Còn về hợp đồng của dầu thì sao các bạn Bây giờ nó vẫn tiếp tục tăng nữa Và chúng ta thấy là đã, đã về cái xu hướng là 80 đô la rồi Bây giờ là 78 đô và 97 cent cho một thùng dầu Và cái mức này là cái mức mà chúng ta thấy cũng dao động khoảng chừng là nửa năm qua rồi Từ 70 tới 80 đô Bây giờ chúng ta nằm ở cái mức bên trên gần như là 80 đô rồi các bạn còn về hợp đồng của vàng thì sao? Hợp đồng vàng thì đã giảm một chút xíu các bạn Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là vẫn trên xu hướng tiến về 2.000 đô Ở mức là 1.964 đô cho một ounce vàng còn về crypto thì sao các bạn nói về BTC đó thì hôm nay các bạn thấy được là trong một thời gian ngắn khi mà chúng ta zoom vào đó thì các bạn thấy được là có một cây ngọn nến màu đỏ cũng khá là dài trong thời gian ngắn các bạn đã đi từ mức là khoảng 29.700 đô xuống tới mức thấp đó là khoảng chừng 28.978 và sau đó xuống thêm một chút xíu nữa mức là 28.800 bây giờ chúng ta đã trở về mức là 29.148 thì zoom ra đó các bạn thấy được là cái mức này cũng trong phạm vi chúng ta đã từng nhìn thấy trong một thời gian dài rồi các bạn đã từ thời gian là khoảng ngày 23 tháng 6 tới bây giờ thì gần như một tháng chờ chúng ta ở mức là từ 29 tới 31 và chúng ta đang ở mức là cũng 29.000 đô. BTC đó các bạn thấy là hôm nay thì xuống khoảng chừng là 2% phần tổng số vốn hóa ngày hôm nay xuống 1.6%. Nhìn chung đó thì các bạn thấy được là phần lớn Orcoin cũng là màu đỏ hôm nay, không phải là đỏ nhiều lắm các bạn, nhưng mà chúng ta thấy được là phần lớn là màu đỏ. Chúng ta cũng có một số đồng xanh nhưng mà rất là ít cho bạn, phần lớn là màu đỏ. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là Ethereum hôm nay đó thì xuống 1%, XRP đó thì xuống 4.3% bây giờ mức là gần như 70 cent các bạn. Thì ở mức này tuy đã giảm từ mức là khoảng 80 mấy cent nhưng mà các bạn thấy được là mức này thì vẫn tăng khoảng chừng là 50% so với lại cái mức cái tệ hai tuần khi mà có cái thông tin liên quan tới XRP không phải là chứng khoán thì các bạn thấy được là XRP đó dù sao đây nữa thì tới bây giờ vẫn giữ được cái mức tăng trưởng là khoảng 50% trước khi mà có cái thông tin đó cho tới bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được là những đồng khác đó thì cũng xuống nhưng mà cũng không phải là nhiều lắm các bạn những đồng lớn đó thì xuống tương tự như là BTC mà thôi còn vì Dogecoin đó thì hôm nay lại tăng 7.7% thì trước hết tôi thường chia sẻ một số những cái thông tin liên quan tới Dogecoin rồi ta sẽ nói tới một số những thông tin nó mang tính chất ảnh hưởng bao quát hơn thì các bạn thấy được là nói riêng về BTC trước đi thì các bạn đã nhìn thấy là đối với lại BTC xuống ngày hôm nay thì cũng không có một cái thông tin nào gọi là nổi bật giải thích được tại sao lại có một cái sự giảm xuống 2% tuy không có là nhiều các bạn nhưng mà chúng ta cũng không có bất cứ một cái thông tin gì à, và phần lớn đó các bạn thấy là có khả năng là chúng ta đang nhìn thấy trong một thời gian ngắn nào đó có nhiều lệnh lon bị thanh lý cho nên mới dẫn đến tình hình này. Và tuy chúng ta nhìn vào cả ngày 24 giờ đó thì cái số lượng lệnh thanh lý không phải là nhiều các bạn Tổng cộng hết tất cả các đồng đó thì 139 triệu đô la mà thôi và đây tính luôn lon và short Và thường các bạn biết là cao đó là hơn 10 lần con số này mới gọi là cao Trong vòng một ngày các bạn Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ nhìn vào từng giờ một đó để thường chuyển thành biểu đồ nến giờ đi Thì mỗi một thanh các bạn nhìn thấy trên màn hình là một giờ thì các bạn thấy rất rõ ràng Là cách đây khoảng chừng là 10 tiếng đồng hồ đó thì đã có một cái thanh mà chúng ta thấy có tổng cộng là khoảng 84 triệu đô la lệnh long đã bị thanh lý và các bạn thấy được là phần lớn nó lệnh long này bị thanh lý ở trên sàn OKX và uh, sàn Binance. Hai cái sàn này đã chiếm uh, phần lớn của cái số lượng lệnh long bị thanh lý rồi và chúng ta cũng uh, thấy được là 84 triệu bị thanh lý thì tuy chúng ta tính cái uh, thời gian cả ngày thì cũng không phải là nhiều nhưng mà trong một thời gian ngắn mà có nhiều lệnh bị thanh lý như vậy đó có nghĩa là chúng ta thấy khi mà giá xuống thì uh, dẫn đến là có lệnh về thanh lý dẫn đến là giá xuống tiếp rồi dẫn đến lệnh về thanh lý nữa thì đây có khả năng cao đó là dưới do tại sao chúng ta thấy là trong một thời gian ngắn giá có cái sự giảm xuống từ khoảng chừng 29.700 xuống cái mức thấp còn khoảng chừng là 28.900 đô thật ra chúng ta cũng không bao giờ biết được chắc chắn tại sao mà giá lên hay xuống trong phạm vi một ngày nữa các bạn cái thường quan tâm hơn đó là xu hướng dài hạn và đối thuận ngay thời điểm bây giờ thì giá nó cũng như vậy mà thôi các bạn trong vòng một tháng qua thì vẫn ở mức là 29.000 tới 31.000 nhưng mà thông Biết. mỗi lần mà có một cái di chuyển gì nhỏ nhỏ đó thì à, các bạn lại rất là lo lắng và quan tâm và muốn biết lý do tại sao cho nên thường cố gắng tìm thông tin để mà chia sẻ nhưng mà nó chỉ mang tính chất thông tin mà thôi các bạn chúng ta sẽ mãi không có thể biết được chắc chắn là tại sao các bạn thấy là trong thị trường chứng khoán cũng như vậy Khi mà giá xuống đó thì mọi người đều kiếm lý do Nhưng thật ra cũng không có lý do gì hết các bạn Có khả năng là một ai đó bây giờ họ nghỉ công ty Họ lưu trữ số lượng lớn cổ phiếu thì họ muốn bán Đó cũng là một lý do Thành ra chúng ta đi tìm kiếm những cái tin tức, những thông tin Chúng ta cố gắng giải thích Nhưng mà các bạn thấy là tới cuối cùng nữa chúng ta cũng mãi sẽ không biết được Cho nên khi mà chúng ta quá chú tâm trong thì ngắn hạn đó, Chúng ta lại sẽ không có thời gian hay là quên đi xu hướng dài hạn Và đó là cái mà thuận quan tâm nhiều hơn còn về những coi đó thì chúng ta cũng thấy ngày hôm nay đó Fidelity à, đã đưa ra cái à, báo cáo quý 2 liên quan đến à, tài sản kỹ thuật số của bạn Chúng ta đã biết là Fidelity là một trong những công ty phố Wall, một trong những cái công ty cung cấp dịch vụ tài chính rất là lớn. Ngoài chuyện chúng ta biết BlackRock ra chúng ta có Goldman Sachs, có Fidelity thì Fidelity đã đưa ra cái thông báo quý 2 về cái suy nghĩ của họ liên quan tới thị trường crypto. Và chúng ta biết là Fidelity đó họ rất là quan tâm đến tài sản kỹ thuật số, không những là họ đưa những cái báo cáo này và họ cũng có một cái sàn giao dịch Chúng ta đã biết là sau đó họ cũng có thêm một sàn giao dịch nữa có tên là EDX cùng với sự hợp tác của một số những công ty khác. Thì Fidel đem là một trong những cái công ty phố Wall có thể nói là dẫn đầu trong việc chấp nhận thị trường tài sản kỹ thuật số này. Thì trong cái tài liệu này đó họ nói về rất nhiều thứ, nhiều thứ mà chúng ta cũng đã biết rồi. Giống như họ cũng xài những cái biểu đồ từ ClassNo rồi họ phân tích những gì đã xảy ra trong quý 2. Nhưng mà điều thú vị hơn đó các bạn thấy được là Fidel thì cũng đã dành thời gian để mà chia sẻ là họ rất là bullish về Ethereum thì tại sao họ lại có cách nhìn rất là bullish về Ethereum? Họ nói có hai lý do. Thứ nhất là đương nhiên họ quan tâm đến hệ sinh thái và cái việc là Ethereum đó càng ngày càng được ưa chuộng hơn và có nhiều cái cập nhật mới có thể khiến cho Ethereum rẻ hơn và nhanh hơn trong thời gian tới đây. Nhưng mà điều khác nữa đó thì họ lại nêu ra là em đã trở thành một loại tài sản không phải là có cái sự giới hạn liên quan đến tổng cái số đồng Ether là bao nhiêu mà thậm chí bây giờ chúng ta đã thấy Ether đã vào cái trạng thái là giảm phát một thời gian rồi Nếu chúng ta chỉ tính riêng từ cái thời điểm mà có The Merge khi mà Ethereum chính thức trở thành 100% là Proof Stake thì các bạn đã thấy được là cái số lượng Ethereum đã bị đốt đi đã dẫn đến là Ethereum giảm phát 296.915 Ethereum các bạn thấy là mỗi một lốc đó thì các bạn đã biết là dựa theo hệ thống proof stake thì sẽ có một số lượng ether được sinh ra để mà trả thưởng cho những người mà tham gia vào staking cho dù tính luôn cái phần đó cái phần mà bị đốt đi ra nhiều hơn dẫn đến là giảm phát các bạn và từ lúc mà có the merge tới bây giờ đó thì tổng số ethereum đã giảm xuống 0.29% rồi và với tốc độ bây giờ đó để các bạn có cách nhìn nó tổng quát hơn thì trung bình từ lúc mà có đợt mưa bây giờ đó là mỗi một phút các bạn mỗi một phút là có 1.92 ether bị đốt đi thì tại sao lại có ether đốt đi các bạn tại vì các bạn thấy là người ta lúc đó chuyển all coin trên Uniswap người ta sử dụng những cái ứng dụng trên Ethereum sử dụng những cái đồng ở trên Ethereum như là tether các bạn thấy được là mỗi lần mà di chuyển sử dụng thì sẽ có một số ether bị đốt đi Tại vì cái phần phí đó nó sẽ không có được giữ lại bởi những người mà tham gia vào staking. Chúng ta đã biết đây là cái hoạt động của Ethereum sau khi mà có cập nhật EIP 1559 mà cách đây khoảng chừng 2 năm rồi các bạn. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ cho video này. Đó chính là Sophia, một trong những dự án về trí thông minh nhân tạo AI đầu tiên và nổi bật về thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Thì Metaverse các bạn đã biết là một chuỗi đề nóng với nhiều dự án cạnh tranh để mà thu hút sự chú ý. Một trong những dự án nổi bật đó chính là dự án do chính robot Sophia mang đến cho bạn có tên là Sophiaverse. Dự án này đang xây dựng một Metaverse cho AI. Nói về Sophia thì Sophia là một cây robot hình người được tạo ra bởi Hanson Robotics vào năm 2016. Kể từ khi mà được tạo ra đó, thì Sophia đã thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của mọi người trên toàn thế giới. Sophia có những cái bước tiến đáng kể và hơn 4 tỷ lượt hiển thị trên mạng xã hội, Sophia đã trở thành một nhân vật mang tính biểu tượng trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo. Một YouTube nổi tiếng là Bitcoin Crypto cũng đã có buổi phỏng vấn với David Hansen, người sáng lập dự án trên kênh YouTube của mình về AI và Sophia. Sophia Bush là một dự án nhằm đưa trí thông minh nhân tạo tổng quát AGI vào siêu dữ liệu Web3. Đây là một cái sự hợp tác giữa Hanson Robotics và Singularity Net Foundation và nó sử dụng robot Sophia nổi tiếng làm nơi thử nghiệm. Sophia Verse được thiết kế để làm cho máy móc trở nên có tính người và có tri giác, đồng thời đó giúp con người trở nên thoải mái hơn với ý tưởng về siêu trí tuệ. Đây là một cái sáng kiến R&D được trò chơi hóa kết hợp trí tuệ nhân tạo Sophia, nhận thức thể hiện và các mô hình người máy. Lộ trình của Sophia đó thì chia làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 là từ năm 2022 tới năm 2023 và giai đoạn này đã là tập trung phát triển các nền tảng cốt lõi tạo các tính năng ban đầu. Giai đoạn thứ nhì đó là từ năm 2023 đến năm 2024 mở rộng nền tảng và thêm cái tính năng mới. Giai đoạn thứ ba là từ năm 2024 tới năm 2025 tập trung vào phát triển cộng đồng và áp dụng nền tảng. Và dự án này cũng có một cái token đó chính là token SOPH. Đây là một cái token tiện ích của dự án. Tổng nguồn cung cho token này đó là 1 tỷ và được phát hành trong khoảng thời gian 5 năm. GUARD là token quản trị của dự án. Những token này chi phối hệ sinh thái và sự phát triển của Sophia với sự phân bổ cẩn thận vì nó có tác động đến hành động và giáo dục của Sophia. Token Shop đã được IDO vào ngày 23 tháng 7 trên nền tảng CDFI mà kênh cũng đã từng đề cập đến nhiều lần trước đây. CDFI là vườn ôm và bệ phóng của các dự án Web3 trao quyền cho các nhà đổi mới và nhà phát triển dự án tiếp cận nguồn vốn, xây dựng cộng đồng tiếp thị và mạng lưới đối tác tầm cỡ với hệ thống hỗ trợ hoàn chỉnh giúp đưa ra nhiều dự án nổi bật với cộng đồng. Hôm nay ngày 25 tháng 7 đó thì uh, token shop sẽ được listing vào 12 giờ chiều trên sàn Maxi MEXC và sàn Gate.io. Thì với đội ngũ phát triển và một tầm nhìn về AI, Sophiaverse đặt mục tiêu tạo ra một nền tảng nơi mà trí tuệ nhân tạo có thể tương tác cho một môi trường được kiểm soát và có độ an toàn. Như thường lệ những bài nào mà có hứng thú thì những thông tin sẽ nằm ở dưới video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Sophia Voice. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin nổi bật trong video này. Và có một công ty liên quan đến crypto có tên là Crypto Thì công ty này cũng đã khảo sát tổng cộng là 1.000 nhà đầu tư crypto Hoa Kỳ mà đã đầu tư trong thị trường này khoảng chừng là 5 năm qua các bạn. Thì 46% của những người mà họ khảo sát đó nghĩ là một ngày nào đó vốn hóa của Ethereum sẽ còn cao hơn cả BTC. Thì các bạn có tin hay không? Bạn hãy comment bên dưới Các bạn thấy được đây là một cái đề tài mà thường gây nhiều cái sự tranh cãi Tại vì các bạn biết là có rất nhiều người là fan của BTC và chỉ tin BTC mà thôi Cho nên cái ý nghĩ là một ngày nào đó có một đồng có thể xóa ngôi BTC khiến cho nhiều người không thể chấp nhận được Nhưng mà ngược lại đây cũng có những người cực kỳ ủng hộ Ethereum thì họ nghĩ là tại sao lại không thể các bạn và dựa vào lịch sử đó như mà nào mà đã tham gia thị trường này từ năm 2017 đã biết là có một thời gian ngắn điều này đó hầu như khó thể xảy ra nhưng mà cuối cùng đã không xảy ra các bạn đó chính là thời gian nào đó chính là cái thời điểm các bạn nhìn thấy màn hình là ngày 17 tháng 6 năm 2017 chúng ta có thể nhìn thấy những cái đường này đại diện cho tổng số bố hóa của thị trường của những đồng này và cái đường màu cam đó là vốn hóa của BTC và cái đường màu xanh đậm bên dưới này là vốn hóa của Ethereum thì các bạn đã thấy khi zoom vào đó thì BTC ngay thời điểm đó là chiếm 38.69% vốn hóa Ethereum là 31.22% đây là cái thời gian mà cực kỳ nhạy cảm luôn cái sự tranh cãi khắp nơi luôn các bạn và nhiều người tin là Ether sẽ xóa ngôi BTC nhưng mà cuối cùng đã không có các bạn BTC đã có thể giữ vững được cái phần trăm vốn hóa của mình và cho tới bây giờ đó thì chúng ta thấy Ethereum trong vòng mấy năm qua đã không thể tiếp cận được vốn hóa của BTC nữa và tôi nghĩ lý do là tại vì hệ thống của Ocoin bây giờ cái sinh thái nó cực kỳ đa dạng luôn. Chúng ta có rất nhiều những cái Allcoin chúng ta cũng có rất nhiều những cái stablecoin thì cái phân bổ vốn hóa nó đã khác xưa rồi các bạn. Lúc mà chúng ta nói tới là năm 2017 đó hầu như Ethereum là cái hợp đồng thông minh nền tảng mà chúng ta quan tâm nhiều nhất bây giờ thì có rất nhiều người quan tâm đến nhiều nền tảng khác nhau ether vẫn là nền tảng được ưu tiên hàng đầu của bạn nhưng mà có rất nhiều những nền tảng khác cũng có cái số lượng uh, fan họ cực kỳ ủng hộ luôn cho nên bây giờ nó đã khác xưa rồi các bạn không biết Ethereum có thể một lần nữa đến dần vốn hóa hay là thậm chí có vốn hóa còn cao hơn cả btc hay là không cái đó thì tương lai có câu trả lời các bạn bản thân của thuận nên đối với một nhà đầu tư thì uh, thuần lưu trữ cả hai y và BTC thì cho dù là Ethereum xóa ngôi BTC hay là không thể thì cũng không quan trọng bằng thuần có bao nhiêu lợi nhuận trong thị trường crypto này. Nếu như các bạn là một nhà đầu tư trong thị trường crypto này đó, thì thật ra không có gì quan trọng hơn là lợi nhuận đâu các bạn tại vì đó là lý do tại sao các bạn tham gia vào đầu tư. Nếu như các bạn tham gia vào thị trường này vì một lý do nào khác đó thì cái đó thường không nói đến. Nhưng mà đối với một nhà đầu tư thuần thì thường chỉ quan tâm đến lợi nhuận và tôi thường hay chia sẻ với các bạn quan điểm của thuần là bạn muốn chứng minh là mình đúng hay là bạn muốn kiếm tiền thuần chỉ quan tâm đến kiếm tiền mà thôi các bạn cho nên bao nhiêu năm qua đã đã có nhiều người tìm đến thuần họ muốn tranh luận họ muốn đối chấp họ muốn thuần chứng minh này chứng minh kia thật ra họ là kiếm lộn người rồi các bạn <laughs> Rồi chúng ta nói tới XRP đi thì các bạn biết là XRP thì cũng đã giảm xuống từ cái mức cao là khoảng 82 cent Thường nhớ đây như vậy bây giờ thì giảm xuống còn khoảng 69-70 cent Thì tuy chúng ta thấy được là đã giảm nhưng mà vẫn giữ được khoảng chừng 50% của sự tăng trưởng Sau khi mà có cái thông tin từ SEC đã coi như là không chứng minh được XRP là chứng khoán Thì chúng ta cũng đã thấy được là cái số lượng địa chỉ ví cá vôi lớn mà lưu trữ hơn 100 triệu đồng XRP nghĩa là đáng giá khoảng chừng 74 triệu đô la đó thì cái số lượng địa chỉ ví đó bây giờ mức là 199 địa chỉ ví và con số này đây là con số cao nhất trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 5 cho đến bây giờ chúng ta đã thấy được là cái sự tích lũy của XRP thì vẫn đang xảy ra và đối với lại xrp thì cái thông tin mà nhiều bạn quan tâm đến nhất đó chính là sec ban quản lý chứng khoán hoa kỳ có kháng cáo hay là không à, và thật ra đã thường đã chia sẻ khá là nhiều thông tin với các bạn rồi về cái vấn đề này chúng ta cũng không nên quan tâm quá nhiều đâu tại vì có kháng cáo hay là không thì không đến phiên thuận hay các bạn lên tiếng đó là quyền của SEC trong luật pháp thì cho họ cơ hội để mà kháng cáo họ có kháng cáo hay không thì tùy theo là họ có muốn chấp nhận rủi ro bao nhiêu thường đã từng chia sẻ lý do sao mà họ nên hay là không nên kháng cáo à, tại vì không phải là kháng cáo là không có vấn đề gì nếu như kháng cáo mà họ thua đó thì sẽ gặp nhiều vấn đề rắc rối hơn nữa liên quan đến việc họ muốn quản lý crypto này và luật sư john Nathan cũng đã nói là Trên căn bản đó cho dù là scc muốn kháng cáo và cho dù là cái thẩm phán chấp nhận cái sự kháng cáo của scc đương nhiên phải có lý do tại sao rồi à, thì nếu như là như vậy đó thì cũng có thể là tốn khoảng chừng 2 năm trước khi mà chúng ta biết cái kết quả của cái đợt kháng cáo đó là ra sao và đối với bạn nào mà trong crypto này để chúng ta đều biết thì crypto cũng như là tất cả những thị trường đều có những cái chu kỳ khác nhau và nhiều người tin tưởng là mỗi chu kỳ nó sẽ bắt đầu có sự tăng trưởng mạnh sau khi mà có Bitcoin hạ bình rồi sẽ kéo dài cho đến cái bạn thấy là kết thúc chu kỳ mà 4 năm và trong cái tình hình này đó có nghĩa là chúng ta sẽ kéo dài qua tới khoảng chừng là năm 2025 rồi bắt đầu từ năm 2026 nó sẽ tương tự như là năm 2022 nó sẽ tương tự như năm 2000 2018 sẽ lại là một cái uh, đợt dow nữa. Thì nếu như chúng ta thấy cái kháng cáo này kéo dài tới hai năm, thì uh, chúng ta sẽ bước qua là tháng 7 năm 2025 rồi. Và trong cái chu kỳ mỗi 4 năm đó, thì chúng ta coi như cũng đã kết thúc một chu kỳ nữa và nếu như SEC thua đó thì các bạn hãy biết sẽ ảnh hưởng rất xấu đối với họ còn nếu như mà SEC cho dù là thắng cái đợt kháng cáo này thì cũng không có nghĩa là ngay lập tức XRP là chứng khoán nó chỉ có nghĩa là bây giờ đó thì thẩm phán Toys thẩm phán ban đầu đó thì có lý do gì nghĩ XRP không phải là chứng khoán nữa hay là không? thì các bạn đã biết là how we test là cái cách mà thử nghiệm xem coi là vật nào là chứng khoán thì có bốn điều ở đó và cả bốn điều này đều phải là chứng minh được trước khi một cái gì đó gọi là chứng khoán thì đối với lại thẩm phán Torres thì thẩm phán này chỉ chứng minh một điều duy nhất mà thôi thì đã đủ để bác bỏ việc xem XRP là chứng khoán rồi còn ba điều còn lại thì thẩm thắng Torres có thể chứng minh ba điều đó hay là không thì lúc đó chúng ta mới biết nhưng mà các bạn thấy là giữa John Deaton thì ước tính cho dù là kháng cáo này nữa đó thì phải chờ 2 năm và cho đến ngày hôm nay SEC vẫn chưa có lên tiếng hay là vẫn chưa có động tĩnh gì thật sự liên quan đến kháng cáo đã có một chút xíu những cái tín hiệu là khả năng họ sẽ kháng cáo nhưng mà nói là đang suy nghĩ và có khả năng khác với việc là chính thức kháng cáo các bạn chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi được thông tin khi nào mà có thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn và hôm nay các bạn đã biết là Elon Musk cũng đã chính thức đổi công ty Twitter thành X và các bạn cũng đã để ý khi mà các bạn nhìn vào cái logo ở trên trang web đó thì đã đổi lại cái logo mới rồi, đó chính là cái logo X. Coi như chúng ta đã chính thức từ bỏ con chim xanh thì các bạn, các bạn có thể nghĩ là con chim xanh đã chính thức ra đi hay là các bạn có thể nghĩ tích cực hơn là đã phóng thích con chim xanh rồi. Nhưng mà Thuận cũng thấy nhớ nhớ đó các bạn, tại vì Thuận thấy được logo X này nó cũng không có phải là À, nhìn thân thiện lắm so với lại cái con chim xanh chúng ta đã thấy là mười mấy năm qua Twitter đã gây dựng từ cái logo đó Nhưng mà Thuần có đã chia sẻ tại sao mà Elon Musk muốn thay là logo thành chữ X Nhưng mà các bạn đã biết đó, thay đổi như thế này thì cũng dẫn đến nhiều cái khó khăn cho một số người trong đó có Thuần nữa các bạn Tại vì Elon Musk đổi Twitter thành X làm sao Thuần có thể giải thích với vợ sau này Khi mình hạ tín dụng có một thanh toán 8 đô la hàng tháng cho X.com các bạn và hôm qua đó thì ở trên cái um, chủ sở chính của Twitter các bạn thấy được là đã có một cái đèn logo chữ X của Elon Musk tản chiếu lên cái building à, các bạn đang nhìn thấy trên màn hình và mẹ của Elon Musk thì cũng đã comment à, các bạn đã nhìn thấy là comment của mẹ Elon Musk rồi thì không biết các bạn nào dũng cảm để nói với mẹ Elon Musk là những chữ này có nghĩa gì hay là không tôi nghĩ là bà ta biết bà ta chỉ đang troll mọi người mà thôi À, nhưng mà nói chung đó thì uh, chúng ta cũng đã nghe nhiều về tại sao mà Elon Musk lại thích chữ X như vậy. Tại vì các bạn đã biết là Elon Musk đã từng gây dựng một công ty tài chính trước đây uh, gọi là X.com và công ty này đó đã từ năm 1999 rồi các bạn Đây là cái thời điểm mà sau khi Elon Musk đã bán cái công ty mà bán những cái máy vi tính á Sau đó có tiền rồi gây dựng X.com Và X.com này sau này đã, đã, được mua bởi PayPal các bạn Thì đã từ rất lâu rồi, cái đây hai mươi mấy năm á Thì Elon Musk đã muốn tham gia vào thị trường tài chính Nhưng mà sau đó đó thì đã được thu mua bởi PayPal Nhưng mà cũng từ đó mà có tiền Nhớ là thu mua 190 mấy triệu gì đó Thì từ đó mới có tiền để bắt đầu là phát triển Trước hết là phát triển SpaceX Rồi kế đó nữa là Tesla Các bạn đã biết là chữ X là một cái chữ chính Ở trong nhiều cái công ty Hay là nhiều cái mặt hàng của những công ty Mà Elon Musk đang quản lý Chúng ta có Tesla Model X Chúng ta có SpaceX Và ngay cả con của Elon Musk cũng có một người con Bắt đầu từ chữ X Thì chúng ta hãy xem cái video này Các bạn không phải dài lắm 39 giây mà thôi Các bạn sẽ nhìn thấy được là một Elon Musk So, this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. I do not fit the picture of a banker. X.com, this is Julie. Raising $50 million is a matter of making a series of phone calls, and the money is there. I've sunk the great majority of, of my net worth into X.com, which is the new banking and mutual funds company on the internet that I've started. Yeah. Big, big X. Exactly. X.com. I think X.com could absolutely be a, a multi billion dollar bonanza. Because if you look at the industry that X is pursuing, it's the biggest. sector of the world economy. Thì các bạn cũng đã thấy đây là cái sự tiếp nối theo những gì mà Elon Musk đã muốn làm từ rất lâu rồi. Và Elon Musk đã từ lâu muốn có một cái hệ thống tài chính ở trên uh, internet, muốn gây dựng một công ty như vậy. Và bây giờ ra thì Elon Musk đã nhìn thấy được là Twitter là một cái sự bắt đầu rất là tốt tại vì chúng ta đã thấy là Twitter là không những là một cái mạng xã hội được nhiều người sử dụng và khi mà Elon Musk mua Twitter đó thì tôi nhớ là hồi tháng tư đó Twitter là cái ứng dụng nhưng mà cái công ty đứng sau lưng đó là X Holding thì đã từ lâu Elon Musk đã muốn tiếp nó cái ước mơ của mình từ bao nhiêu năm trước đó rồi các bạn muốn biến Twitter trở thành một cái mạng xã hội có Uh, giao dịch tài chính trên đó những một mạng xã hội giống như là WeChat các bạn các bạn có thể dùng WeChat để làm nhiều thứ giống như là thậm chí có thể dùng để mà đặt hẹn bác sĩ vân vân thì Elon Musk muốn biến X trở thành một cái WeChat một cái hệ sinh thái toàn diện có thành công hay không đó, thì tương lai sẽ có trả lời các bạn à, nhưng mà chúng ta cũng hiểu tại sao lại thay đổi cái logo điện thoại, cái tên như vậy và thưa không biết là ngay bây giờ đó thì trên web thì đã thay đổi rồi nhưng mà cái logo và tên ở trên những cái ứng dụng như là trên Apple đó thì tôi nghĩ là cần thời gian để Apple duyệt nhưng mà chúng ta thấy đây đã là chính thức rồi